Dạ, thiết bị tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Thì hôm nay thiết bị tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là máy trợ thính không dây và sử dụng bằng pin sạc. Thì máy này hỗ trợ cho những người bị giảm thính lực nha, hoặc là lãng tai, hoặc là mình nghe không rõ thì mình sẽ hỗ trợ cái máy này, nó sẽ hỗ trợ cho mình nghe để mình tốt hơn. Dạ, và sau đây thì em xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy trợ thính này ha. Thì đầu tiên á thì mình sẽ có một cái thang máy chính nè. Thì mình sẽ là chọn cái phần, ví dụ là mình đang bị giảm thính lực ở phía bên tay phải đi, thì mình sẽ chọn cái ống dây là ở phía bên phải. Thì mình sẽ lắp cái ống dây này vô thằng thang máy, thì mình cứ dặn như là dặn một con ốc bình thường thôi. Thì mình sẽ dặn vô, ha. Khi mà mình dặn xong hết á, thì cái tư thế đúng của nó sẽ là như vậy. Cái tác dụng cái ống dây này á, thì nó sẽ là thu âm từ cái máy, nó sẽ truyền sang ống dây và truyền vào tai người nghe để cho người nghe tiếp nhận âm thanh tốt hơn. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ chọn là chọn cái ống ở chọn cái nấm nghe. Thì tùy thuộc vào cái ống tai lớn nhỏ của mỗi người á, thì mình sẽ chọn cho phù hợp ha. Thì ở đây á, thì em sẽ chọn cái nấm vừa. Thì cái nấm vừa này á, thì mình sẽ gắn vô cái đầu của ống dây, mình sẽ gắn thẳng vô đấy. Mình sẽ gắn thẳng vô thì hoàn thành cái mình lắp cái máy trợ thính á, thì nó sẽ như vậy. Rồi tiếp theo á thì mình sẽ là đeo cái máy này vào lỗ tai. Thì mình đeo vào lỗ tai á, thì mình sẽ đeo, đừng quay sát qua đây. Mình đeo ở tư thế đúng á, thì mình sẽ là móc cái này lên cái chỗ cái vành tai của mình. Mình sẽ móc lên chỗ cái vành tai của mình như vậy á, thì là mình đeo ở tư thế đúng, thì bắt đầu cái ống cái đúng tai sẽ đưa vào trong cái lỗ tai của mình. Rồi sau đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy ha. Thì máy nó sẽ có 3 nút như vậy. Thì nút đầu tiên thì là nút tắt mở, cũng là nút cài đặt các chế độ của máy. Thì cái máy này thì nó sẽ là có 4 chế độ, chế độ là giảm tiếng ồn nè, chế độ bình thường và chế độ trong nhà và chế độ ở ngoài trời. Còn cái nút tăng giảm âm lượng này á, thì nó sẽ là có 11 cường độ và tăng từ nhỏ cho tính tính lớn. Rồi thì để mở máy á, thì mình sẽ đè vô tầm khoảng 3 giây, đè nút M này, đè khoảng 3 giây. Rồi khi mà cái đèn màu vàng này nó xuất hiện đó, thì máy bắt đầu mở. Thì mình nhấn một cách một nút của tiếp tục đó, thì mình sẽ chọn chế độ là giảm tiếng ồn ha. Mình nhấn một cái thứ hai á, thì mình sẽ chọn chế độ là bình thường. Mình nhấn một cái thứ ba này á, thì chế độ ở trong nhà. Và mình nhấn một cái thứ tư này á, thì sẽ ở chế độ ngoài trời. Thì tùy thuộc vào cái chế độ mình nghe thì mình sẽ chọn cái theo chế độ phù hợp. Còn mình chỉnh âm lượng lớn nhỏ thì tùy thuộc vào cái mức nghe của người sử dụng. Thì sau đây là máy trợ thính không dây và sử dụng pin sạc. Thì em xin giới thiệu đến mọi người và cảm ơn mọi người đã xem clip.